Xin chào cả nhà, mình là Hiếu, CEO founder Lily Radio. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sắp xếp thời gian trong ngày cưới. Việc sắp xếp thời gian trong ngày cưới rất là quan trọng. Nó sẽ không những giúp bạn không bị thiếu hụt thời gian mà có thể dự phòng thời gian mà không cần phải lo lắng hay cập rập. Nên là hai bạn lưu ý cho Hiếu 5 phần dưới đây. Phần đầu tiên mình sẽ nói về khoảng cách nhà của hai bạn. Thời gian ở đây sẽ là bao gồm thời gian đón dâu và thời gian di chuyển qua lại của hai bên. Ví dụ như là thầy xem ngày cho bạn á, ngày hôm nay là 9 giờ đón dâu, thì bạn phải hiểu rằng là 9 giờ nhà trai đã chuẩn bị bước vô nhà gái rồi, chứ không phải là 9 giờ nhà trai mới bắt đầu đi. Nếu mà nhà hai bạn là cách nhau tới 30 phút, mình đã trừ hao thời gian kẹt xe, thì nhà trai phải chuẩn bị đi là lúc 8 giờ 15 tới nơi là 8 giờ 45 để xếp hàng và chuẩn bị để đúng 9 giờ mình bước vô nhà gái làm lễ. Do đó hai bạn phải sắp xếp sao cho thời gian di chuyển qua lại một cách thoải mái nhất. Thứ nhất là mình để ý là giờ cao điểm. Thứ hai có phải là ngày đầu tuần hay không? Tại Sài Gòn là thường là thứ hai và thứ tư là đường rất là kẹt xe. Thứ ba có đoạn đường nào cấm xe hơi hay không? Và thứ tư khu nhà gái đậu xe hơi chỗ nào? Và kể cả nhà trai cũng vậy, cũng phải sắp xếp được khu vực để xe cho họ hàng nhà gái về. Thứ năm, đường đi và đường về là hai đường, phải hai đường khác nhau. Khi rước dâu là xe chỉ đi tới, vì đây là điều kiên kỵ của người xưa. Từ những cái này thì cả hai sẽ tính được khung thời gian di chuyển qua lại của hai bên hợp lý và chính xác nhất. Phần thứ hai là phần thời gian trang điểm. Trang điểm mà dao động tầm sẽ từ 2 đến 3 tiếng, có nhiều ca là đến 3 tiếng rưỡi. Cái này là cô dâu phải hỏi cho các bạn makeup sẽ chính xác nhất, vì chính bạn makeup sẽ nhìn khuôn mặt da bạn, họ sẽ đưa ra cái thời gian trang điểm phù hợp. Vì mà nếu mà tóc bạn quá ngắn thì makeup sẽ tốn thời gian gắn tóc giả. Nếu mà tóc bạn không ăn tầm 15 phút vẫn chưa xong, khi đã có khoảng thời gian trang điểm thì bạn phải lập rõ cho mình hai thời gian sau. Thứ nhất là thời gian bắt đầu makeup của dâu, nên là hai bạn phải hỏi team makeup mấy giờ có mặt. Cùng lúc đó bạn cũng phải chuẩn bị vệ sinh cá nhân xong. Thứ hai là thời gian makeup xong cho cô dâu và cả cho bà xui. Các bạn nhớ cho Hiếu nha, phải cộng thời gian makeup cho mẹ, vì một thợ chỉ nhận tối đa được trang điểm hai người. Bạn makeup đó mà nhận thêm thì không bao giờ đủ thời gian. Sẵn tiện đây thì mình nhắc luôn là trước tới hôm đó là cô dâu không có nên nặng mụn, không cắt mái ngố, không là sáng hôm sau luôn là không trang điểm được. Phần thứ ba là họ hàng và bưng quả. Bạn phải tự xác định được giờ chính xác có mặt của giờ bưng quả và họ hàng. Họ hàng đến trễ thì không sao, nhưng team bưng quả thì nhất quyết phải đúng giờ, nhất là các bạn mà khi đi thuê vào các đội bưng quả. Phần thứ tư là thuộc về team nhà hàng và đi coi chụp hình. Nhà hàng thì bạn phải hỏi chính xác là khi nào nhà hàng cho bạn nhận tiền để mà có thể sắp xếp makeup. Decor thì mình phải biết giờ khi nào họ đến. Phần này bạn chỉ cần nắm hơn như vậy, chủ yếu tới lúc đó thì mình thôi thúc người ta thôi. Và bạn nhờ hỏi decor khoảng bao lâu trang trí là xong nha. Đừng để nước tới chân mới nhảy, họ đến trễ giờ mình cũng không biết. Rồi đến khi mà gần tới sát giờ họ kêu xong rồi thì lúc đó không còn giống trong cái mà lúc đầu mình thỏa thuận nữa, lại làm cho mình khó chịu hơn. Tổng kết phần này bạn phải nắm được: 1. Giờ nhà hàng cho nhận sẵn. 2. Giờ makeup trang điểm. 3. Giờ decor đến làm. 4. Giờ team quay chụp phóng sự có mặt. Thông thường á, thợ truyền thống á, có thể 6 giờ có mặt, nhưng mà bây giờ là nếu bạn thuê một chung một đội thì thường là thợ phóng sự và thợ truyền thống sẽ đến sớm luôn. Phần năm cũng là phần nhóm khác. Nhớ chúng mình là giờ đóng khách thực tế là 6 giờ đến 6 giờ 55, cao trào và cao điểm nhất là 6 giờ rưỡi trở đi. Makeup và decor tệ lắm cũng phải là 5 giờ rưỡi với 5 giờ 45 và phải hoàn tất. Nên deadline phần này sẽ là 5 giờ rưỡi, decor, makeup bắt buộc phải xong. 5 giờ 45 tất cả thành viên gia đình có mặt đông đủ, cả team đứng quầy ký tên. Du di độ này trễ nhất là 6 giờ, không được trễ hơn. Nó chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Bạn phải sắp xếp lại timeline trong ngày cưới cho chính xác. Ngoài ra mình có để hai timeline mẫu cho các bạn tham khảo ở dưới phần mô tả. Đặt đôi nào có câu hỏi thắc mắc để lại câu hỏi dưới phần bình luận để mình hỗ trợ.